Theo nghiên cứu của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Nhật Bản, những giọt bắn thông thường bắn ra khi hắt hơi sẽ nhanh chóng rơi xuống đất và không bay ra quá xa. Tuy nhiên, các giọt bắn siêu nhỏ thì khác. Chúng có thể lơ lửng một thời gian trước khi bị trọng lực kéo xuống. Những giọt bắn siêu nhỏ có thể chứa nhiều virus SARS-CoV-2. Chúng ta tạo ra các giọt bắn siêu nhỏ khi nói to hoặc thở mạnh và mọi người xung quanh có thể hít phải, khiến virus SARS-CoV-2 lây lan. Khi nhiều người ở chung trong không gian khép kín, có một người ho, giọt bắn lớn sẽ rơi xuống đất trong vòng một phút. Nhưng giọt bắn siêu nhỏ vẫn ở trong không khí và bay khắp phòng trong 20 phút sau đó. Tuy nhiên, khi ta mở cửa sổ, giọt bắn siêu nhỏ sẽ nhanh chóng bị gió thổi ra ngoài. Vì vậy, hãy mở cửa ít nhất một lần mỗi giờ. Điều đó sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thông qua giọt bắn siêu nhỏ. Bảo vệ bản thân, bảo vệ toàn dân.